mọi ăn uống thì sinh hoạt thì em học hành chỉ là nhờ bố nơi mẹ để con rau cả, mà mẹ cũng đợt đẻ hai đứa đi là gì nhiều tuổi rồi nên là cũng ổn xuống, vì hai đứa thì sức đề kháng thì yếu đi viện xuống, mà nhà em có điều kiện nên là em đi học sớm, em học xong giá thì em đi chồng, rồi hai đứa em thì nghỉ học từ năm lớp sáu rồi đi ở cho người ta mới đi làm công nhân được mà. 2 năm đây nè, mà như là bố mẹ đã đi cái đồ vô quả rồi, như hai đứa nghe em chưa bị răng, còn không đúng nên là đang bị hở hai mắt mới phẫu thuật được 1 lần nên như đang bị phẫu thuật thêm 2 lần này, đi đợt trước là đi ở rồi dư có như người ta rồi cũng mới đi làm đây, nhưng chưa được đăng khai thôi.